cũng xin một ít lời trước khi chúng ta là bắt đầu gia đình. Dịp hôm nay là ngày nhập năm của Phật tử Tịnh Độ vui. Thì rất là hân hạnh được gặp tất cả anh em mình ở đây. Chứ một người bảo mình được ra đi mà còn được thân ái với nhau như thế này, đó là một điều rất quý và rất hiếm. Thì nhân dịp này chúng tôi cũng xin chúc anh em mình mùa Covid đã qua, mặc dù còn lấy ra nhưng mà anh em mình được bình an và gặp nhau hôm nay là điều rất quý. Thì cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả anh em mình nhân dịp kỳ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới. Chắc là có dịp nào mà đông đúc như hôm nay thì chúng tôi xin gửi lời cũng đại diện cho ban tổ chức và các điểm điền chúc tất cả các bà nhiều sức khỏe và bình an. Những dịp này chúng tôi sau một năm hoàn người vui ra đi thì anh em chúng tôi cũng đã bầu lên một người hội trưởng mới, đó là Đặng Công Phổ. Xin Đặng Công đứng dậy. Đặng lại Đặng Công Phổ á, nó cũng là hội trưởng vài năm về trước, có thể một lần hoặc được vui hoặc là sao vui thì bây giờ là hợp lý quá rồi. Vì Đặng Công Phổ ở từ Auckland, kể ra vì công việc cũng là vì đường xa xôi nên hôm nay chẳng đặng đừng từ Hồng Công Phổ là hội phó được anh em tín nhiệm và được anh em hội trưởng ở cùng công ty California. Thì nhân dịp hôm nay thì tôi xin đại diện anh em chúc mừng tân hội trưởng là Công Phổ và xin là Công Phổ nói ít lời và sau đó mới giới thiệu người ta để anh em nhân nhi trong ngày vui hôm nay. Em xin chào tất cả anh em. Đây là coi như chắc đặt đừng là phải thực lên để mà cầm càng cho để em là họ vui ra đi để ra để đại diện trong cái thời gian mà anh vui đang còn tại chức để phải đại đại diện cho hết cái thời gian của anh vui. Sau đó rồi bắt đầu phải là tổ chức lại bầu cử cho anh em. Thành thử tôi xin đại diện cho trong hải thượng bệnh viện xin kính chào tất cả các anh em đã đến đây tham dự và xin chạm vào tay rồi coi như mình đã rất là vui, rất là nóng lực, rất là nóng lực. Kính chào các anh. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu buổi tiệc hôm nay. Rất cảm ơn gia chủ rất là chị vui đã mời đông đủ tất cả anh em mình đến đây nhân ngày đầy năm của vui qua đời. Thì chúng tôi xin thành thật gửi lời cảm ơn gia chủ và mong rằng cái tình thân ái của chúng ta vẫn giữ mãi với nhau. Xin chào các anh em.